nói chung là mình quen tay với lại cái đó là mình cứ keo cái phơm đó mình đi lên cái hình kim tự tháp anh à. Là nó lên thôi, xếp dưới dạng hình kim tự tháp. Dạ là nó lên thôi, lại mình phải quen tay nữa mình xếp lẹ. Ừ, còn mà không quen tay xếp lâu lắm. Đúng rồi, anh thấy như này xếp nhìn nó theo cái hình tháp này giờ lâu lắm, rất là khó mà lâu đúng không, phải học á. Sầu riêng này bây giờ là 130.000 một ký. 130.000. Bữa nay mình bán hàng này là hàng Bến Tre, cảm ơn Bến Tre. Chứ mà mình không có bán hàng Bình Phước. Hàng Bình Phước là nó không ngon bằng hay sao? Đúng rồi, nó trái nó to, nó là lai Thái Lan luôn nhưng mà nó không phải cái gốc. Cái này nè là cái giống này á là lai từ Việt Nam với Thái Lan ra. Là cái ông này là cái ông Sáu Ri á. Cái ông Sáu Ri này nè là ông lai cái giống sầu riêng này và giữa Thái Lan với Việt Nam nó ra được cái giống sầu riêng này mà, là sầu riêng cơm vàng á. Mà hình như anh thấy là cái trái này nó lây rất là đều đúng không? Đúng rồi. Mình phải lựa chứ. Cái này lên thì hàng này mình lên mình lựa thằng trái. Trái nào đẹp mình lấy. Đẹp với ngon lấy, trái nào xấu mình gửi lại cho nhà vườn. Chào mừng quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Thưa cô bác anh chị, hiện nay Tuấn Dương đang có mặt ở phố Thủ Khoa Huân, chợ Bến Thành. Bây giờ thì Tuấn Dương sẽ giới thiệu với quý cô bác anh chị một cái địa chỉ. Đó là tiệm trái cây Hường Sang, số 9 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận Nhất. Đây là một cái tiệm bán trái cây rất là hấp dẫn. Mời cô bác anh chị cùng đi với Tuấn Dương nhé. Dạ. Đây rất nhiều các cái loại trái cây và được trưng bày rất là đẹp. Thì Tuấn Dương sẽ hỏi thăm, đây là con trai của cô Hường. Rồi chào em. Em ơi, tiệm trái cây nhà mình mở lâu năm chưa em? Mở đúng luôn là phải là 30 năm. 30 năm rồi. Dạ. Ở đây anh thấy nhìn trái cây trưng bày rất là đẹp. Thì cái này mình làm nào mình xếp được cái này em? Dạ, nói chung là mình quen tay với lại cái đó. Là mình cứ keo cái phơm đó mình đi lên cái hình kim tự tháp anh à. Là nó lên thôi, xếp dưới dạng hình kim tự tháp. Dạ là nó lên thôi, lại mình phải quen tay nữa mình xếp lẹ. Còn mà không quen tay xếp lâu lắm. Đúng rồi, anh thấy như này xếp nhìn nó theo cái hình tháp này giờ lâu lắm, rất là khó mà lâu đúng không, phải học á. Cái nào cũng xếp theo hình tháp hết nhỉ. Đây các bạn ơi, nhìn trái cây rất là nhiều loại. Em ơi, ở đây mình có bao nhiêu loại trái cây? Có nhiều lắm anh, đa số, nhưng mà đa số là xài cát nè, măng cục, rồi bòn bon, rồi thanh long, rồi mấy món dưới đây mà của miền Nam mình á. Còn ở trong thì hàng ngoại. Hàng ngoại. Đây là mấy cái miền Nam, mấy món chủ đạo á. Em thử giới thiệu giùm anh cái sầu riêng này là nhiêu tiền một ký em? Sầu riêng này hiện giờ là 130.000 một ký. 130.000. Bữa nay mình bán hàng này là hàng Bến Tre, cảm ơn Bến Tre. Chứ mà mình không có bán hàng Bình Phước. Hàng Bình Phước là nó không ngon bằng hay sao? Đúng rồi, nó trái nó to, nó là lai Thái Lan luôn nhưng mà nó không phải cái gốc. Cái này nè là cái giống này á là lai từ Việt Nam với Thái Lan ra. Là cái ông này là cái ông Sáu Ri á. Cái ông Sáu Ri này nè là ông lai cái giống sầu riêng này và giữa Thái Lan với Việt Nam nó ra được cái giống sầu riêng này mà, là sầu riêng cơm vàng á. Mà hình như anh thấy là cái trái này nó lây rất là đều đúng không? Đúng rồi. Mình phải lựa chứ. Cái này lên thì hàng này mình lên mình lựa thằng trái. Trái nào đẹp mình lấy. Đẹp với ngon lấy, trái nào xấu mình gửi lại cho nhà vườn. Vậy là ở đây tới đây là chỉ việc mua chứ không phải lựa. Đúng rồi. Thích trái nào chỉ trái đó chứ không cần phải lựa nữa vì bên mình đã lựa rồi đúng không em? Dạ dạ. Rồi cam này các bạn ơi, đây là bòn bon này. Dạ đúng rồi. Bon này Thái nhập bon luôn bon chứ không phải trọng đây. Mãng cầu na, rồi thanh long, bưởi. Chôm chôm này là bây giờ bao nhiêu tiền ký em? Chôm chôm 80 à. 80 ngàn. Đây chôm chôm Long Khánh. Long Khánh. Chứ không phải hàng cảm ơn, Long Khánh. Long Khánh nó ngon hơn. Nhìn màu rất là đẹp các bạn. Còn măng cụt này em? Dạ măng nè, măng Bảo Lộc. Bảo Lộc Lâm Đồng. Đúng rồi, măng trồng trên đồi á, trên núi chứ không phải là măng. Trời ơi các bạn ơi, cái trái nó rất là bự nha. Nhìn như là trái cam luôn. Nó mới đẹp được như vậy. Còn măng kia thì nó xấu, măng lá thiêu thì nó xấu. Măng lá thiêu thì xấu. Nó không đẹp bằng. Măng lá thiêu thấy nó nhỏ chút xíu. Đúng rồi, nó nhỏ mà nó cái da nó không đẹp bằng. Đây các bạn ơi. Nó không bóng được vậy. Đây là, còn đây là xoài cát Hòa Lộc em. Đúng rồi. Xoài cát Hòa Lộc. Xoài bây giờ nhiêu tiền một ký em? Xoài là 150 một ký. 150. Là đúng dùng cao lãnh á. Đúng cao lãnh luôn. Đúng rồi. Mới ngon. Chứ xoài bây giờ dùng nào trồng cũng được. Nhưng mà phải đúng dùng cao lãnh mới cho xoài nó mới ngon. Còn măng cụt này thì nhiêu tiền một ký? Măng thì 130. 130.
Đây chúng ta sẽ tiếp tục coi nhá. Em thử giới thiệu một vài những loại trái cây khác nữa đi. Trái cây nhập khẩu ha các bạn. Nhập khẩu thì dễ. Nhập khẩu thì đa số là mình ở đây mình nhập về cherry với lại nho đồ đầy đủ. Vậy, táo cam đồ. Vậy nhập khẩu thì phải bảo quản lạnh hay sao mà anh? Đúng rồi. Phải có cái tủ lạnh để mình phải mát, phải để tủ mát. À. Lúc mình tủ lạnh, mình bảo quản mình để tủ lạnh dưới 0 độ rồi anh nhìn đó các bạn đó, có cái hộp số 0 độ. Hộp số đó. À, dưới âm 2 độ. Âm 2 độ, vậy là bỏ trong đó. Dạ đúng rồi. Còn cái chỗ đây, cái ngoài này là chỉ cần mát thôi à? Đúng rồi, ngoài này thì mình để ra mình tủ mát để cho người ta ăn liền. Còn lúc đó trong chổng lấy ra lúc nào trái cây nó cũng còn tươi á, ăn nó hơi bị chua chua. Mình phải để cho nó xả cái hơi lạnh ra bắt đầu nó mới ngọt được. Đây là cam. À, cam này các bạn ơi. Cam này phải cam Mỹ không em nhỉ? Dạ cam này cam Úc anh. À cam Úc. Úc. À có Úc cam luôn nha các bạn. Cái này hình là hải quan dán. À có hình con kangaroo luôn. Ừ. Cam này thì nhiêu tiền một ký em? 100 ngàn anh. 100 ngàn. Dạ. 100 ngàn. À, con loại này á? Này là lê hàng. Lê này xưa tôi mấy người lớn đó hay gọi là lê Nam Triều Tiên anh. À. Lê Hàn Quốc á. Hàn Quốc. Dạ. Lê này thì nhiêu tiền một ký em? Lê 130 ký. 130. Còn cái đấy? Táo xanh của Mỹ. Táo xanh của Mỹ. Táo này đa số người ta dùng để ép nước. À, dùng để làm ép nước. Còn đây cái trái gì đây bà hỏi? Này cũng đó. Táo luôn anh. Táo này là táo Rocket. Táo này là nó trồng trồng sạch. Dạ đúng rồi. À, họ đóng gói là 4 trái cho một ống. Ống. À, này để vào trong ống. Ừ. Còn đây là táo gì á? Này là táo New Zealand luôn nhưng New mà. Zealand. Táo này người ta gọi là táo Queen á. Táo Queen. À. Em ơi những cái trái cây này thì mình mua về nếu mà mình chưa ăn hết thì để được mấy ngày? Đâu, nếu mà cái này hàng tươi mà. Nói chung là trái cây thì làm để tầm khoảng 6-7 ngày là được. À. Chứ đừng để lâu quá. À. Tại đồ tươi. Mình mua đồ khô mình để lâu được chứ đồ tươi mình để lâu không lâu quá nó không tốt. À. Lâu quá mình ăn không có tốt. Vậy là mua nếu mà ăn liền là tốt. 6-7 ngày thì để trong vòng 1 tuần trở lại. Dạ đúng rồi mà để tủ lạnh 6 ngày. Các bạn ơi còn nhiều các cái trái cây khác. Đây có phải trái kiwi không em? Dạ đúng rồi. Kiwi này của Úc hay là của đâu? Dạ kiwi của New Zealand anh. À. Kiwi chỉ có một mình. Kiwi có của New Zealand với của Pháp. Mà mình bán của New Zealand rồi, không bán Pháp. Cái này thì nhiêu tiền một ký nè? Kiwi là 200 ngàn một ký à. 200 ngàn một ký kiwi. Kiwi này nhìn kiwi cái, ăn tốt lắm á. À, nhìn cái vỏ thì nó giống như sầu rượu, như cái trái sakoche của mình. Nhưng mà trong là nó lại chua. Dạ. Hơi chua chua. Đây các bạn ơi. Con à đây cherry Mỹ này. Cherry. Có để giá 500 ngàn một ký. Dạ. Này là nho kẹo, nho candy. Nho candy nghĩa là sao ta? Là nó có nó thơm mùi kẹo lắm. À. Nó thơm mùi kẹo lắm chứ nó không phải như mấy dầm mấy nho bình thường. Ồ, đây là nho candy thơm mùi kẹo, một hộp này là hai. Thử trái không? Thử luôn. Rồi. Ngon lắm. Rồi, mình sẽ ăn thử. Ờ, thơm quá. Nó thơm mùi kẹo lắm chứ không phải là nó như Đây mình sẽ thử xem nó có ngọt không nha các bạn. Cái này ngọt không em? Ngọt. Ngọt mà thơm. Ừ đúng rồi nhờ. Thế vậy nho này có mắc không em? Nho này thì nó 300 ngàn một hộp. 300 ngàn một hộp 2 ký. Nó một hộp 1 ký à. Hộp 9 lạng à. À 900 gram. 900 gram. Ồ vừa ngọt này vừa. Mấy cái loại này thì cũng 300 luôn mà 1 ký. Đây cũng là nho Mỹ luôn. Ừ. À, nho xanh hoặc là nho tím. Táo ngon nhất hiện giờ là táo này. Đây táo Envy. Envy. Envy, táo Envy. Táo ngon nhất hiện giờ. Đây các bạn, táo 200 ngàn một ký nha. Cái này là hàng bay luôn. Hàng bay là tất cả ở đây đều là hàng FS hết. Hàng máy bay anh. À. Nó có trái cây mình có hai loại, hàng bay với lại hàng công. Hàng công. Hàng công. Hàng công là hàng container. À. À. Hàng công thì nó rẻ, hàng công ra số siêu thị nó bán nhiều. Hàng công là hình như họ có chất bảo quản đúng không em? Đúng rồi. Là vì nó phải đi đúng rồi, đi lâu lắm, nó đi mười mấy ngày. Để cái chi phí vận chuyển nó. Đúng rồi, nó rẻ. Với lại hải quan người ta giữ lại nữa, nhưng phải lâu lắm mới vô được đây. Chứ cái trái táo Envy mà hàng công á anh nhìn nó như chứ nó héo lắm. Chứ nó không có bóng được như mấy trái táo mình.
Vậy là cái bí quyết em nói là cái trái táo NV là nó bóng và bóng cuốn cái tươi á. Đây họ gọi là hàng bay, nghĩa là hàng đi máy bay. Còn cái hàng container thì cái cuống nó không có được tươi và cái vỏ nó héo, nhăn nhèo. Nó không nhăn nhưng mà nó héo. Đúng rồi. Mình nhìn nó không có được bóng được vậy. Các bạn thấy đây là một cái tiệm trái cây lớn ở chợ Bến Thành và Tuấn Dương thấy tiệm này rất là đông khách. Thỉnh thoảng thì mình thấy, hình như anh thấy đây khách mua toàn xe hơi đậu lại mua. Dạ đúng rồi, đa số mình bán đây giờ là bán lâu năm á, đa số là khách mới nhiều. Người ta điện thoại giao, với lại người ta cũng có đi lại mua. Điện thoại giao nhiều, bán mấy công ty lớn rồi. Hàng công ty cũng lấy luôn. Dạ. Đây thì Tuấn Dương sẽ giới thiệu với các bạn một cái địa chỉ bán trái cây. Sở dĩ mình biết quán này bởi vì là thường hay tới đây gặp cô Hường. Cô hay nấu cơm, phụ nấu cơm. Thì sẵn tiện thì quay cái quán này giới thiệu để cô bác anh chị ai có muốn mua trái cây thì ghé ủng hộ. Rồi anh cảm ơn em nhé. Nhiều sức khỏe. Rồi dạ. Cảm ơn em. Em tên gì? Dạ, em tên Trung. Trung năm nay nhiêu tuổi rồi? 32 à. 32, ôi sao nhìn trẻ đấy. Vợ con thì chưa? Đó rồi. À thế à, rồi, nhìn trẻ đấy tưởng như mới ngoài 20 nhá. Dạ. Bí quyết gì vậy? Ăn trái cây nhiều. Ăn trái cây nhiều trẻ, rồi cảm ơn em.